trên quần đảo Trường Sa, nơi đầu sóng gọn gió hiên ngang sừng sững những cột mốc chủ quyền. Nơi đây còn có những ngôi trường tuy nhỏ bé nhưng rực sáng ý chí nghị lực phi thường của thầy và trò. Như những cây bảng vuông, dù sinh ra nơi cằn cỗi vẫn vươn mình đầy mãnh liệt, trường tiểu học Sinh Tồn, xã đảo Sinh Tồn là ngôi trường trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, là điểm tựa tri thức cho những mầm non tương lai của biển đảo. Nếu đã ví sự học ở quần đảo Trường Sa như cây bảng vuông, thì người chăm sóc cho cây bảng ấy không ai khác ngoài thầy Phạm Quang Tuấn. Thầy Tuấn, một giáo viên tiểu học đầy tâm huyết, người đã mang kinh nghiệm 35 năm đi dạy đến gieo mầm tri thức cho con em trên đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa. Theo cái ước nguyện của mình từ lâu, năm học 2023-2024, tôi tình nguyện ra công tác giảng dạy tại trường tiểu học xã Sinh Tồn, thuộc quần đảo Trường Sa thân yêu của chúng ta. Mình biết là ngoài này có dân và có các cháu, có dân là có học sinh. Cho nên mình cũng muốn mang một cái con chữ ra ngoài này cho các cháu. Từ khi còn nhỏ, thầy Tuấn đã có ước mơ trở thành giáo viên. Sau khi công tác giảng dạy ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thầy xung phong về giảng dạy tại trường tiểu học Sinh Tồn. Gieo chữ trên đảo chẳng dễ dàng gì. Thiếu nước ngọt, thiếu điện, thiếu các vật dụng sinh hoạt thiết yếu. Đây là những thử thách mà thầy Tuấn phải đối mặt mỗi ngày. Tuy nhiên, với lòng yêu nghề, yêu trò, yêu tổ quốc, thầy Tuấn đã vượt qua tất cả, âm thầm gieo mầm tri thức cho thế hệ trẻ nơi đảo xa. Trong khoảng thời gian dài của tôi, thì ra đảo học sinh ở đây rất là khó khăn hơn trong bờ. Hiển nhiên là nó khó khăn hơn trong bờ về các cái việc học tập. Ví dụ như là những cái hình ảnh trực quan, rồi giáo cụ mà để giáo viên giảng dạy, rồi các em học sinh nó ít, và những cái đồ chơi, những cái sinh hoạt ngoài giờ đến lớp thì rất là khó khăn. Về giáo cụ thì thực ra là trên chủ huy đảo và anh em chiến sĩ cũng giúp giáo viên làm những cái đồ dùng trực quan, ví dụ như là tranh ảnh tự mình làm, tự mình vẽ để mà giúp cho cái tiết học nó sinh động hơn. Và trong cái quá trình dạy thì lúc nào cũng lồng ghép những cái kiến thức, tích hợp những kiến thức như là kỹ năng sống xung quanh cái năm điều Bác Hồ dạy á. Biết được sự khó khăn mà thầy trò, quân dân trên đảo xã Sinh Tồn nói riêng và huyện đảo Trường Sa nói chung đang gặp phải, từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2024, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, cùng các đại biểu là các cá nhân tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh, thân nhân chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa, các đại biểu đang công tác tại các cơ quan ban ngành thuộc thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Hội Truyền thống tàu HQ505 tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm các cán bộ chiến sĩ nhân dân xã huyện đảo Trường Sa và nhà giàn JK1-17. Vào chiều ngày 28 tháng 4, đoàn đặt chân đến xã đảo Sinh Tồn cũng là điểm dừng chân đầu tiên mà đoàn đi qua. Ở đây, đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao tặng nhiều phần quà cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên đảo, đặc biệt là những gì còn thiếu ở trường tiểu học Sinh Tồn như giáo cụ, đồ chơi và hơn hết đó là tình yêu thương gửi gắm từ đất liền. Nhiều đại biểu không khỏi xúc động và tự hào khi tận mắt nhìn thấy ngôi trường nhỏ bé nhưng mang đầy ý chí nghị lực phi thường, sự thông minh, đáng yêu của thầy trò trường tiểu học Sinh Tồn. Điểm đầu tiên đoàn được đặt chân đến đó là đảo Sinh Tồn. Và cái dấu ấn để lại cho Lê Thư Hiền đó là những trường học. Khi mà đoàn tới thì các em nhỏ ùa ra và Hiền rất là may mắn là có thời gian để được tiếp xúc với các em, thấy được sự lanh lợi của các em. Các em rất là thông minh, dễ thương. Và Hiền nghĩ rằng là dù tại là một hòn đảo nhỏ nhưng mà các em vẫn được trang bị một nền giáo dục rất là tốt. Và Hiền mong rằng là sẽ có thêm nhiều hành trang nữa để chào đón các em ở những bước sau này. Thực sự là khi mà Hiền đi tham quan á, có một cái điều Hiền rất là ấn tượng, đó là chỉ có một thầy giáo thôi nhưng mà dạy một lúc rất là nhiều lớp, có nghĩa là sẽ chia ra thành nhiều ngăn rồi dạy các em. Và Hiền nghĩ rằng là ở đất liền thì Hiền sẽ không thấy được những cái điều đó, nhưng mà khi mà mình bước ra đó thấy được là
tuy là ngăn nay như vậy nhưng mà rất là hiệu quả. Được tiếp xúc với các em và thấy các em rất là lanh lợi, thông minh và đáng yêu. Đó là minh chứng cho cái một cái sự giáo dục ở trên đảo rất là tốt. Tạm chia tay xã đảo sinh tồn, đoàn đã đến thăm hỏi động viên các đảo khác như Cô Linh, núi Lai Bê, Tốc Tan Xê, Đá Tây Bê, Trường Sa và nhà giàn JK1 17. Tham dự lễ meeting kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Trường Sa, 29 tháng 4 năm 1975, 29 tháng 4 năm 2024. Nhiều phần quà đã được thành phố Hồ Chí Minh trao tặng đến quân dân trên các đảo, nhà giàn như trang thiết bị, máy móc, vật dụng sinh hoạt, học tập, các nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt, tổng giá trị các phần quà là gần 42 tỷ đồng. Những phần quà, những lời động viên, những cái ôm gửi gắm từ đất liền sẽ tiếp bước cho người dân, cán bộ, chiến sĩ ở đảo xa thêm sức mạnh và tình yêu tổ quốc, đặc biệt là các em nhỏ sinh sống trên các đảo như xã đảo sinh tồn. Mỗi ngày đến trường, các em được học tập trong môi trường an toàn, được thầy cô tận tình hướng dẫn, được tham gia các hoạt động ngoại khóa bổ ích. Tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ, hòa quyện cùng tiếng sóng biển rì rào, tạo nên bản hợp ca tuyệt đẹp giữa đảo xa. Đảo mang tên sinh tồn, nhưng với sự dấn thân của thầy, lòng ham học hỏi của trò, cùng sự đồng lòng của quân và dân trên đảo, chúng tôi tin rằng mạch nguồn tri thức ở đây không chỉ sinh tồn mà còn phát triển mạnh mẽ, vươn cao, đi xa, góp phần xây dựng quần đảo Trường Sa giàu đẹp và thể hiện chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.